Rồi rồi bữa nay là trong lần gặp đầu tiên này nè, chú có gì Lần đó tặng để rồi. cho chị lưu luyến không? Có gì tặng để cho chị lưu luyến không? Tặng chị cái gì đi? Giờ tặng cái trời ơi thôi không được đâu anh. Mới đầu tiên là anh nắm chị tay em được không rồi. Chịu. Nắm tay thôi. Ừ, đâu tặng đó, đâu xin nắm mà tay thôi. Đùa hốt, ừ. Là quá. Nắm tay với anh cái nè. Ừ đó. Dạ. Chào Tiến. Mình lên đây ghi hình thì từ từ mình tiến tới để em không biết làm sao, ăn tại vì xác định lại đi. Tự nhiên hỏi em đột ngột quá em không có suy nghĩ kịp. Thì biết rồi thì có làm sao thành thật nói thí ra. Rồi anh với em lo xây dựng lâu đài hạnh phúc, lo sống với nhau. Chứ mình đã gãy gánh lần rồi, bây giờ cái chú chờ đợi cái người mà quá cố nữa. Mình phải tiếp tố quãng đời còn lại. Thì anh muốn với Tiến là hai người để cùng chung đôi sánh bước xây dựng lâu đài hạnh phúc lên đối với xã hội người ta. Thì Tiến anh xin nghĩ lại đi. Sống với nhau hai người dễ hơn, rồi em đau ốm mà không có mượn ai, em là con mà mình đi muốn bàn cái gì đâu có nói với con mà được, phải có vợ chồng với nhau mà. Tiếng nè, cái xã hội này ai chung bàn tay mình năm ngón cũng có vài cục, mọi người làm xấu thì nho nhốt bao nhiêu người kia, mà anh thì nói chung anh người cũng biết tu hiền, biết cái gì đạo đức, giờ mình không có làm để khổ cho người khác gì đó. Anh hứa chắc là lo cho em tu toàn. Còn con cái nói chung với con của em mà cũng như con của anh đó, mình nó có thiếu hụt cái này kia mình giúp đỡ con cho em nó thì, chứ em có con của em bây giờ nó không có phải nó cô phân biệt ta, không có được lắm. Con người em khác được, hai thằng trai em cũng ngoan đúng rồi, ngoan vậy nên thương lắm. Bây giờ như vậy đi, nói chung là người đàn ông mà luôn luôn lúc nào mình cũng phải có một cái chút đỉnh gì đó gọi là để dành cho bản thân riêng của mình. Tại đúng vì rồi, chú cũng khá là lớn tuổi mà chú cho con hỏi thăm nè, cái khoản dư mà chú có hiện tại bây giờ á, trước khi mà chú chuẩn bị bước thêm bước nữa, cái khoản dư mà chú có hiện tại bây giờ là khoảng bao nhiêu? Cũng mười mấy 20 triệu. Vậy là thua em. Thôi thua nhà gái rồi. Em vừa cho con thế mà giờ em còn dư được 2 cây vàng. Ồ, không, nhà gái tôi dư mới 2 cây vàng là mới cho lễ út 30 triệu nè, mới cho nó rồi qua. Thì mà số mà dư dữ vậy đó hả? Ừ. Trời ơi em dành dụm ha, là anh biết nhịn ăn nhịn uống hay là để dành ăn lo cho con nó có khổ cho nó. Ý như cô nói vậy nè, chú nói là chú có dành dụm cô về á là chú có thể lo cho cô được không? Lo là sao, là cô không có còn đi bán vé số nữa nghe. Rồi đúng rồi, không cho bán nữa. Thấy nghề bán số này nè. Ngồi riết cũng đúng rồi. Nhưng mà bây giờ nói chung là xính lễ của nhà trai ít hơn nhà gái nhiều quá. Nhà gái ta tới 2 cây vàng rồi, okay, 30 triệu nữa. Nhau, bây giờ lần đầu tiên về nè. Hàng giờ mình được có nghỉ. Chú, bây giờ con nói cho vui, bây giờ giờ vậy, chú cho cô gì? Chẳng hạn như đi cưới là cho gì? Xính lễ. Ờ xính lễ chú đi gì? Nói thí dụ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Đồ bông dây rồi này kia. Ồ. Bông dây. Ồ cũng đủ rồi đó cô. Dư với chú đi theo một cái là một cái tình cảm lo cho cô cả đời nữa không? Thì lo khổ cả đời là giờ cái chắc. Trời ơi được rồi đó. Vợ con mình lo chứ đâu có lỗ lại. Người ta nói là của chồng công vợ. Thí dụ như bên vợ người ta mang 2 cây vàng qua Hùng thì bên chồng cũng phải có 3 cây Hùng người ta mới chịu chứ. Đúng bên rồi, Nam đúng mà. Rồi chú có 3 cây Hùng không? Có không? Có. Ồ. Không vậy. Chơi dây à, nghe dây nữa về trả hay gì. Mình không mượn nha. Sao chú làm được không? Được. Bác chú luôn hả? Cũng còn 5 con đất cho người ta mướn được. 5 con đất là vô rồi. Ờ. Đất giờ mắc tiền lắm. Ờ con cống trong đó. Đó hai con thái mà nguồn lắm đó nha. 160-170 cái đi mặn mướn cho ta nó nhổ cỏ đồ này kia, cái lúa đồ này kia. Dạ. Yeah. Ồ 5 con đất là nhiều hơn nhà gái nhiều rồi. Nhiều, nhiều lắm, năm biết ở đâu mình không biết nha, chứ ở đây là mắc tiền tới mấy trăm triệu luôn mà năm công nhiều lắm, 100 mấy triệu. Ở Tân Phú nè, đất ngoài đất ở đây mắc lắm luôn đó, ngang kênh Bủ Liêm đó. Chú tên chưa sinh năm 1963. Dạ. Quê ở Bình Hòa, Châu Thành, An Giang. Dạ. Công việc của chú là làm công việc gì? Chú bán căng tin trường học cho đấu căng tin trong trường học á. Dạ. Bán cho học sinh cấp 2. Bán cho học sinh cấp 2 ha. Ở chị, như vậy là chị là chồng chị là đã mất cách đây 20 năm hả chị? Năm ông mất năm
ông mất năm 39 tuổi. Năm 39 lâu lắm, lâu dữ. Mà chị vẫn chờ đợi tới bây giờ luôn. Không phải là chờ đợi, tại chị cũng không có nói gì, tại vì chị không muốn lập gia đình, nó sợ sau này con mình nó khổ á. Chị sợ điều gì chị có thể sợ cho chứ, em như vậy nha, được biết. Chị mặn có tiền rồi cái chị lo cho con chị, rồi sợ người này nói này cái kia đó. Cũng như gặp chồng khó khăn rồi nói sao mày lo con mày này kia đó, là chị sợ nhất là cái hoàn cảnh đó đó. Sợ cái đó là lúc con mình còn nhỏ thôi, nhưng mà bây giờ con chị lớn hết rồi ha. Dạ. Lớn cũng vẫn sợ nữa. À, con không biết rằng chú á có thể giống như là thương mẹ thì bế con được không? Được, chú thương mẹ thì bế con, thì con của bà xã mình thì mình cũng lo lắng cái như con mình vậy. Dạ. Nhưng mà bây giờ chú thử thuyết phục chị coi sao. Sao Tiến, mình lên đây ghi hình thì từ từ mình tiến tới để làm ăn. Xác định lại đi. Tự nhiên hỏi em đột ngột quá, em không có suy nghĩ kịp. Thì biết rồi, thì có làm sao, thành thật nói thí ra. Rồi anh với em lo xây dựng lâu đài hạnh phúc, lo sống với nhau. Chứ mình đã gãy gánh lần rồi, bây giờ cái chú chờ đợi cái người mà quá cố nữa, mình phải tiếp nối quãng đời còn lại. Cái nhìn đầu tiên cô chú thấy làm sao? Thấy cô cũng được, thật tình. Dạ. Không, mình lớn tuổi ai cũng lớn mà. Dạ. Cũng xấu thật. Mà nói chung mình xấu gương mặt, mà cái tấm lòng nó tốt, cái tâm nó tốt. Dạ. Rồi chứ không cần là xấu đẹp. Xấu đẹp thì mình không cần. Con thấy cô hiền á chú. Đúng rồi, thấy cổ hiền. Cổ hiền với cổ giặt đâu mần ăn mà cũng có cái đạo đức đó. Trời, hôm mà năm mà ông xã ông mới bệnh đấy em. Dạ. Một tay chị vừa kiếm tiền mà vừa lo bệnh cho. Trời ơi, cô giỏi dữ cô. Nằm chỗ đó 3 năm trời á. Rồi phải bằng ngày thì bán một chút xíu chạy về nhà lo nấu cơm, chặt đồ rồi bắt đầu đi bán nữa, xong rồi mua đồ ăn chổng rồi đi bán nữa. Theo ba con. Đứa con nhỏ nhỏ không gì lo. Theo con nói gì nè cô, bữa nay á cô với chú ở đây á là một gặp với nhau cũng là một cái duyên. Duyên hay đúng rồi. Duyên là một cái duyên. Bây giờ mình thiếu nợ ông xã trước thì giờ mình chứ hết cái nghĩ nợ giả rồi, rồi bây giờ rộng lớn không biết bao nhiêu triệu người. Mà bản đời còn lại người sao nữa chứ, người 3-4 lần đò. Người ta nghĩ khác mà em thì người lần sau em chừng không có phước không chừng á. Em thấy em vô phước hồi lúc mà em mới gặp ổng đầu tiên là ông xã em là năm mới 17 tuổi hả. Mới lớn lên chưa có biết yêu là gì. Yeah. Bị ông Vũ. Bị ông Vũ. Đó đó chị. Ông cũng 17 tuổi nữa. Đúng rồi. Cũng bằng tuổi mà ông Vũ tình cảm cô. Mới có năm 19 tuổi là chị sanh hàng lớn, chị là mới đầu tiên năm 19 tuổi. Thôi bỏ nó xuống. Bỏ nó cũng được. Đổi nó đi để tôi xấu quá tôi đòi nó. Để nó xuống đi, ở đây cho mát để nó. Ừ. Chú thôi là đi anh lo cho Vũ, cho Tiến hai đứa mình sống. Là như thế nào qua ngày cũng chị được anh lo mà, tại vì mới lớn lên đâu biết yêu là gì đâu. Dạ. Thì ổng nó ngon nó ngọt, cái mình cái mình cái tánh của mình thì nó kỳ lắm, mà ai nó ngọt hay ngon cái tự nhiên cái mình siêu lòng hả. Ừ, vậy rồi cái ổng đường mặt về bắt đầu nuôi ổng không, bán số nuôi ổng không. Chàng là từ năm 17 tuổi hả? Ừ, năm 17 tuổi là năm 19 tuổi là sanh con, là bắt đầu là làm hoài luôn, nuôi ống nuôi chồng nuôi con nuôi tim lum, cho nói chung ra là khổ lắm. Trời ơi, vậy là cái cảnh cô cũng hồi đó cũng vất vả dữ hả cô? Cảnh của cô rồi đây nè, bữa nay chú gặp cô cũng là một cái duyên, mà có khi nào mà làm một cái vết xe đổ như ngày xưa không chú? Thì à, gắn bó hoài tới trăm là năm đó. Đó là chị biết đánh là mía nha. Thì dạ. Đâu phải bán số không đâu. Hát người có âm có dương thì mình không có âm có dương mà đánh lá mía nè. Coi như ai thê gì. Bây giờ thôi, giờ bữa nay gặp nhau cái duyên rồi. Bây giờ chú cứ thuyết phục cô coi sao. Chứ cô nãy giờ dữ lắm rồi đó. Nè, nói em giờ coi như chồng mình đã gãy rồi đó. Ổng đã mất. Thôi lớn lên chú cho người ta nghe chứ. Chồng rồi đã mất rồi, bây giờ mình tiếp nối quãng đời còn lại chứ giờ đã dứt nợ ổng rồi, bây giờ mình kiếm một người để hai người để bầu bạn nhau lo sống. Người này mà không được người kia làm, người đó mà không được người này làm gì đó. Nó đỡ hơn một người. Tao có chuyện nữa. Thì anh muốn với Tiến là hai người để cùng chung lôi sánh bước xây dựng lâu đài hạnh phúc lên đối với xã hội người ta. Thì Tiến anh xin nghĩ lại đi. Sống với nhau hai người dễ hơn. Em đau ốm mà không có mượn ai, em là con mà mình đi
muốn bàn cái gì đâu có nói với con mà được, phải có vợ chồng mà. Nhưng mà hồi nãy giờ trò chuyện á, thì chú biết sao không? Con nghe được chị á, là có những cái nỗi lo, là cái lo thứ nhất á, là sợ sau này nếu mà bước thêm bước nữa thì người chồng sẽ không có thương yêu những người con của mình, cũng như là khó khăn á, cho nên là chị gầu lo là một cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là chị sợ tin lầm người lần thứ hai. Tại vì lúc đầu thì ai cũng nói ngon nói ngọt mà. Vòng người ta đối xử khác. Dạ, vào vòng thì người ta đối xử khác. Mình đã lỡ rồi. Nhưng mà nhưng mà ở hai điểm đó đó, chú có thể trình bày để cho chị hiểu được, hiểu được về bản thân chú á. Nói với tiếng nè, cái xã hội này ai bàn tay mình năm ngón cũng có vài cục, mọi người làm xấu thì nho nhốt bao nhiêu người kia, mà anh thì nói chung anh người cũng biết tu hiền, biết cái gì đạo đức, giờ mình không có làm để khổ cho người khác gì đó. Hết chắc là lo cho em tu toàn. Còn con cái nói chung với con của em mà cũng như con của anh đó, mình nó có thiếu hụt cái này kia mình giúp đỡ con cho em nó thì, chứ em con của em bây giờ nó không có phải nó phân người biệt ta, không có được người khác được. Hai thằng trai em cũng ngoan lắm. Đúng rồi, ngoan vậy nên thương lắm. Mà đều nó nhậu với mình khiên cái gì đó, cái nó, ông kia cũng nhậu chung đó, mấy bộ mẹ không cho mẹ mày lập gia đình sao, ba mày chết 20 năm rồi để ba ở gì hoài tính nuôi mẹ hay gì á. Nó nói trời ơi, tại mẹ con nó, bà không chịu chứ con đâu phải ép bà đâu. Thì đó, nó con nó lớn là nó biết. Nó nói tự trời mẹ, mẹ con quyết định chứ con có biết đâu. Để nó nhẹ lo chút. Nó thì nó nói như vậy. Rồi ở chung với tôi lo cho nó hơn là gì. Nói chứ con tôi là nắm ruột của tôi không thể nào. Con tôi bỏ được cái kia. Sống đó là thương yêu con dữ lắm. Thì con mình nó như cái nợ của mình đó. Bây giờ nếu mà nó có bạn thế giờ em cũng nhẹ lo rồi đó. Giờ lo cho mình chứ để tuổi lớn rồi sao này mình kiếm mà những cái thời sân không có đó. Bởi vì anh nói cho em hai người lo qua lo lại vậy đó để cùng chung sống với tuổi mình lớn rồi, bây giờ không còn sống bao lâu nữa đâu, 60-70 tuổi cũng rồi. Trời ơi, biết sống bởi nào ngày nấy chứ đâu có biết mình sống được. Bởi vì nhiều khi mình già tiền bữa nay nhiều cái mơi tối ngủ đêm sáng ngày chết không có đem theo được cái gì chân, chẳng qua cái tình nghĩa nó quý hơn cái mà tiền bạc vật chất. Bây giờ bán vé số thì khả năng em con em lo khỏi nói, cũng có thể là dư chút đỉnh để cho thì vì chở anh đi, anh lấy số cho em bán, nhiều khi anh rảnh bán tiếp nữa rồi anh đi bán đồ. Em nói đồ, nghe nè, nếu mà em thật sự mà lập gia đình, nhưng mà em không bằng gì hết, chồng nuôi em mới lập gia đình. Còn nếu mà lập gia đình mà em đi buôn bán kiếm tiền là em không có lập gia đình nữa. Chẳng là em ở vậy, em ở em lập gia đình nuôi cho con. Đúng rồi. Nếu mà đúng em rồi, lập gia đình thấy nuôi em mới chịu. Em đúng không rồi. Có đi buôn bán. Là phải không cưng? Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó là đã người ta cơ cực biết bao lâu rồi. Người ta quyết định bước bước nữa thì người ta phải có sự thay đổi gì mới được. Nếu mà lập gia đình là cực khổ kiếm tiền đó là em không có lập gia đình đâu. Em sống gì cho nó cứ. Đúng rồi. Thì nói cho em ở không? Giờ muốn mặn cái gì mặn, nấu cơm chị nấu đó cơm là, quét cái nhà rồi thôi. Cái ý của chị là sự thật ở đó đi giờ. Nhưng mà chú hiện tại chú làm cái công việc đó là một tháng là chú kiếm thu nhập được bao nhiêu, có đủ khả năng để lo cho người vợ tương lai cũng như là người chị sắp tới đây không? Tháng cũng kiếm mười mấy triệu. Mười mấy triệu cũng tạm ổn đi. Cái mà làm công chuyện nhà thì tôi giỏi dữ lắm, làm bất cứ là cũng như là đó, tôi từng làm nhà người ta chứ bộ, như cơm nước hay là chén bát hay là giặt giũ là tôi làm dữ lắm. Ở đó giờ cũng từng trải qua mấy tháng trời đi làm cho người ta đó, rồi mấy tiền lương đó. Ờ, cái đó là quá im rồi. Chị thấy người ta nói nặng nói nhẹ quá, chị mới nghĩ đi sang qua. Dạ, sống qua ngày mình nói tuổi giờ đâu có ăn nhiêu đâu. Cái đó làm dữ lắm, nghề gì cũng trải qua trơn rồi. Nói chung người đàn ông cần có nhất là một người phụ nữ mà biết chăm sóc lo lắng cho gia đình á. Mà cái đó điều đó thì chị làm tốt là quá tuyệt vời. Nghề chứ nói chung làm nuôi con mà. Lúc con xã chị mắc là chị thiếu nợ lum chứ mà chị giải thoát nợ hết trơn rồi. Mà cắt nhà rồi đàng hoàng cho con, có nghề hết. Ba đứa con thì chị lo hết trơn luôn đó. Đứa nào cũng có một cái nghề hết. Yeah. Út chị mới mua xe tải cho nó là chị cũng cho hy vọng là để nó nuôi con nuôi vợ nó sau này. Mình muốn mua xe cho nó ham mua gì đó. Nhưng mà em không biết rằng chị có thắc mắc cái lý do cũng như là cái nguyên nhân á, vì sao người chú này nè thôi vợ mình không? Vợ chết. Dạ, vợ chết. Chết nha. Hai mấy năm. Chết hồi nhỏ Út mới 2-3 tuổi. Ủa chị làm sao mà chị mắc gì anh? Bệnh nhiều lắm. Bệnh gì? Giống bà già ho lao rồi qua. Chị ông núi sập thầy sư viên ở trên chót núi 3 năm rồi hốc thuốc uống
Mà lên Tuyên Quang 3-4 năm nữa tưởng hết đây, họ qua tiểu đường. Tiểu đường chắc ốm dữ dội. Mười mấy 20 năm không có bằng gì nổi. Hồi đó trước đó thì cắt lúa làm này kia được vài năm gì rồi bắt đầu là đau mình đó. Bệnh đó mặn ngon cái nó mệt muốn xỉu vậy đó. Bệnh lao bị bà già nhà má của cô đó đó họ lao chết còn có ba mấy ký đó. Em nghe người ta nói là bệnh lao này nó lây dữ. Lao. Lao mà mặn gì không nổi chân mặn nó hồi xỉu, xỉu cắt lúa hồi buông ra cái xỉu rồi nghỉ cắt. Đó đi Kinh Bắc đồ cắt lúa rồi ở đó ở vô Ba Thê. Chị cho lao nhảy qua tiểu đường luôn. Chị cho em hỏi thăm nè. À, cái yêu cầu của chị là muốn nếu mà bước thêm một bước nữa là thay đổi cuộc đời mình mới bước. À, nhưng mà ngoài ra chị có cần giống như là có nhu cầu cũng như là có cần thêm điều gì ở người chồng tương lai mình không chị? Giống như là rượu nè, thuốc nè. Là bằng rượu hả? Không, ý là uống rượu nè, rồi thuốc rồi đó chị có cần không. Điều kiện gì không? Thì ai thích thì làm mấy cho chị còn chơi chịu rồi. Cái chuyện đàn ông thì thấy thuốc ngủ rồi thì không dạ. Cái chuyện đó là cái chuyện dĩ nhiên là mình cũng không cần. À, quá dễ luôn có chút để chứ rượu không có mà rượu đồ bạc bao lô đá banh rồi không có không chơi với vậy trả rồi thằng con chị bởi vì chị dễ với nó mới nhậu đó dạ yeah. Là cũng nhậu đi đám đi tiệc mày khi nhậu hoài đó như vậy là chị quá dễ rồi làm ăn với người ta phải nhậu chứ không làm ăn sao nhậu được phải nhậu là có tai hại lắm vô nó bệnh hoạn rồi xe cổ công an nó phạt rồi ta động mà chứ cờ bạc hay là có à, cờ bạc với bài bạc này là chị không có thích rồi. Chị có cần người chồng mình là phải có cái nhà không? Có chứ. Có à. Nhà có cửa chứ không có nhà thì sao ở? Chị là phải cần người chồng phải có cái nhà ha. Có nhà có cửa là mới ở được chứ nhà chị nào nghe chị có cái nhà nhỏ đủ hai chồng con của chị nó ở. Ừ nữa về nhà anh ở, giờ anh ở Bình Hơn. Là chú có nhà luôn hả? Có. Là nhà chú khoảng bao lớn? cũng nhỏ chứ không có bự, bề ngang 4 thước dài 10 thước hả? Bề ngang 4 thước bằng nhà của chị vậy? Là nhà tường hay gì chú? Nhà tường. Ồ. Nhà chị cũng bề ngang 4 thước, 3 thước rưỡi 4 thước. Cho nên khi mình ở chỗ đó là nhà tường không? Nhà tường nhưng mà ở đó là chỉ mình nên chú sống hay là có mình con? Mình nên chú à? Có mình nên thôi. Có mình nên thôi, ba đứa gái gã hết, ba mắt. Phải à, anh chịu chị này chứ không có chồng mà đó giờ mà chị ở gì chứ nuôi mẹ chị nè. Chị thì có tuổi anh nè. Cũng năm nay sẽ tư hình nè. Con gặp ở đâu? Kế bên nhà em luôn, bà chị và con chú bắt được. Thôi. Khoan bây giờ chú chịu ai nè? Thôi giờ cô khi chưa thấy mặt thì chịu cô à. Cô Tiến à. Chưa dưới chân chú muốn nhảy qua bên kia là thay đổi rồi. À, bộ trâu giả bóng không được. Chị với chị ở đó giờ chứ không có lập gia đình mà biết, biết người ta chịu. Có cái nhà chà bá luôn vậy đó. Rồi yeah. À, mấy cái bà mẹ bá xanh còn con gái không hà. Rồi lập gia đình trơn rồi. Mình nên chỉ là ở trong nhà đó đó. Ừ. Với bà chị thứ Út. Nhưng mà chú này không chịu, chú nhà chịu chị à. Cũng như là của cha mẹ ai có cha mẹ để lợi. Ai ở cũng được, nuôi bà không già có quyền, không có quyền mà chú ừ, đúng rồi. Cô có đó như của chung. Chị không có chồng thì chị phải ở đó rồi. Ừ. Của chung. Mà biết cổ chịu không, chịu có gia đình không nữa. Biết đâu đi bữa nào em gặp phải. Thôi thôi giờ đây tôi chịu cô nè, cô tính cái vụ đó em đi. Em già em xấu chết. Dạ gì, tôi còn lớn tuổi hơn cô nữa mà già. Đó em còn xinh sắc thì dạ, 45 tuổi á. Lớn tuổi gặp lớn tuổi. Đây đuổi chị không có chịu lập gia đình. Mà quan trọng là bình thường á một người đàn ông á khi mà gặp người phụ nữ cũng phải có cái lời tỏ tình gì đó đặng cho người phụ nữ lưu luyến người ta mới thương mình chứ. Sáng giờ con thấy chú chưa dạ, nói gì hết. Nay, bữa nay tôi gặp cô Tiến tôi cũng thích cô Tiến, muốn hai người để chung sống với nhau để trăm năm vậy đó. Rồi cô suy nghĩ lại đi. Để em suy nghĩ kỹ rồi coi. Để em về nhà. Qua rồi. Ờ, cho anh thấy mặt con chuyện. Em luôn, anh nói chuyện với con em vẫn được. Con em lúc nào nó ở nhà. Con em thằng cháu nội em 17 tuổi rồi nè nha. Con em á thì dâu có dễ khóc luôn. Dễ thì, nở với Bạc Liêu á. Thì mẹ chịu, con chịu cái gì? Bây giờ ăn thua em à, bây giờ chứ giờ em chịu đó, rồi nó không chịu cũng không có được. Biết không có sợ gì chứ nó sợ cái tuổi xuân sắc của mình năm 19 tuổi tới giờ là làm thua em à. Tiền bạc biết bao nhiêu nữa mà cũng cho con hết trơn. Đứa nào gả cũng cho mà lập gia đình cho đều hết trơn luôn. Vậy. Gái cũng gì mà trai cũng vậy luôn. Chị cho em hỏi thăm nè, khi mà lần đầu tiên á chị gặp người đàn ông này nè. À, chị cảm nhận về người đàn ông này như thế nào chị? Chị không biết. Cái lúc mà mình nhìn thực tế thôi. Là chị cảm nhận về người đàn ông này như thế nào chị?
có cảm giác an toàn, bình an hơn, bình yên hơn. Tại vì mới gặp lần đầu chị không có biết làm sao. Thì anh ấy lo bằng ăn, lo nói no, lo cho vợ con. Tại vì anh ở xa đó rồi, chị đâu có biết đâu. Rồi lần đầu nhưng mà hiện giờ nè, hiện giờ cảm giác chị về người đàn ông này như thế nào chị? Cảm giác bây giờ mới thấy tướng tên gì có được không? Tướng gì được không? Được rồi. Hay là giống mấy cái người mà hút tướng là được rồi ha. Ăn chơi gì không? Còn cách nói chuyện của chú này được không chị? Thì anh cũng nhiệt tình, anh cũng nói chuyện gì cũng được. Cũng được ha. Chú, còn khi mà chú gặp lần đầu tiên á, chú gặp người phụ nữ cũng như là cô gái này nè, thì cảm giác của chú như thế nào về cô gái này? Cảm giác của chú mới gặp cô tên gì quên nè. Cô Tiến này nè, thấy cũng thích hợp. Thì cổ thì hiền, lo bằng ăn, mua bán rồi thành thật đó. Chú rất thích mấy người làm ăn. Đó, đẹp xấu rồi không thành vấn đề, mà lo làm ăn mà hai người lo đói no sống với nhau là được hả? Nhưng mà cần. Hồi nãy chị có nói là chị đi cái quãng đường cũng khá là lâu rồi, mỏi mệt rồi, muốn tìm một cái bờ vai cũng như là một chỗ dựa đó để cho mình có cái cuộc sống hạnh phúc sau này thôi. Rồi không biết rằng chú có làm điều đó được không? Được. Mà anh có lo nổi cho em được không? Đó. Đúng là như vậy. Ý của em là nói như vậy. Chú hứa mạnh lên, chú hứa nhẹ quá sao được. Bây giờ nữa thì anh lo cho, em muốn ở không ở. Chú lo được những gì chú kể chi tiết cho con với Huyện Giả được biết luôn đi. Hàng ngày hàng năm đó rồi lo bằng ăn đói no vậy đó. Chứ Huyện cao sang quá thì thí dụ như bây giờ mình ví dụ thôi nha, ví dụ như là cái cuộc kết hợp cũng như là kết nối trong ngày hôm nay nè là thành công đi, thì một tháng là chú đưa cho vợ mình bao nhiêu tiền, rồi được mua cái gì, rồi được đi đâu rồi. Nói chung là chú mình đi làm về á, tiền ai giữ? Đưa bà xã giữ. Gì đi có dư. Có mấy cháu chú là ở thành ở Vũng Cào này, nó không dịch viên ở ngoài á, casino rồi đó, hai thằng mua cái nói đi tắm biển. Anh thấy em anh cũng thích nữa, mà bây giờ em thương anh đi, rồi mỗi tháng giờ em nói đại đi bao nhiêu tiền đặng anh biết anh lo cho em. Anh thương em, miễn em thương anh được rồi. Rồi chị có thử ổng không? Chị có thử ổng không? Không, chị nói thôi, chú không cần tiền anh đâu. Để chú làm chú sống mà. Đúng rồi. Thí dụ như tháng là chú cho vợ mình chi tiêu là tiền riêng đó nha, tiền cá nhân á, kem phấn rồi này nọ kia, đồ là đồ quần áo. Là tới đó là tiền riêng nha. Anh đó anh xã tuổi anh này. Uống cốc, đồ này kia. Đúng rồi. Sản đồ đạc. Tại vì người phụ nữ người ta cần phải có cái khoản tiền riêng để người ta làm đẹp đồ. Hồi đó ông chồng em á, lo không hiệu quả rồi mấy chục năm rồi. Bởi vì bây giờ em gặp người sao thì chồng lo cho em, mình sao người ta thiếu nợ em sẽ lo cho em chứ. Em sợ cái vụ đó đó, mà mấy chục năm nay mà ở vụ luôn đó, sợ. Để gà mái nuôi con. Cái trước là chị là chồng kia, vợ là chị làm lo cho ấy kia, ông kia lo cho chị lắm. Kiếp này ông lên đầu thai đàn ông lại chị lo. Bà mà làm đúng vậy chứ. Thì cái đó là cái nhân quả nó dây. Dây trả đi làm rồi đường tăng ca không, nó 24/24. Tôi biết chị giỏi không? Đi theo thôi. Nghe đậu cát đậu đá luôn. Trời ơi, đậu cát đậu đá cũng dữ lắm. Mà đó mập mạc người lắm, tròn trịa lắm. Không bằng quá. Làm giết bây giờ ốm như bây giờ như vậy đi. Nói chung là người đàn ông mà luôn luôn lúc nào mình cũng phải có một cái chút đỉnh gì đó gọi là để dành cho bản thân riêng của mình. Tại đúng vì rồi. Chú cũng khá là lớn tuổi mà chú cho con hỏi thăm nè, cái khoản dư mà chú có hiện tại bây giờ á, trước khi mà chú chuẩn bị bước thêm bước nữa, cái khoản dư mà chú có hiện tại bây giờ là khoảng bao nhiêu? Cũng mười mấy 20 triệu. Vậy là thua em. Thôi thua nhà gái rồi. Em vừa cho con ha, mà giờ em còn dư được 2 cây vàng. Ủa không, nhà gái tôi dư mới 2 cây vàng là mới cho lễ út 30 triệu là mới cho nó rồi. Thì mà số mà dư dữ vậy đó hả? Trời ơi, em dành dụm ha, là anh biết ha, nhịn ăn nhịn uống ha, lo để dành ăn lo cho con, nó có khổ cho nó. Thế như cô nói vậy nè, chú nói là chú có dành dụm cô về á, là chú có thể lo cho cô được không? Lo là sao, là cô không có còn đi bán vé số nữa nghe. Rồi đúng rồi, không cho bán nữa. Thấy nghề bán số này nè. Nội riết đúng rồi. Nhưng mà bây giờ nói chung là sính lễ của nhà trai ít hơn nhà gái nhiều quá.
nhà gái ta hơn. Tới 2 cây vàng rồi khiến 30 triệu nữa nhau. Bây giờ lần đầu tiên về nè, hàng giờ mình được có nghỉ. Chú bây giờ con nói cho vui, bây giờ giờ vậy, chú cho cô gì chẳng hạn như đi cưới là cho gì? Xính lễ. Xính lễ chú đi gì? Nói thí dụ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Đồ bông dây rồi này kia. Ồ. Bông dây. Ồ cũng đủ rồi đó cô. Dư với chú đi theo một cái là một cái tình cảm lo cho cô cả đời nữa không? Thì lo cổ cả đời là giờ cái chắc. Chàng ơi được rồi đó. Dạ con mình lo chứ đâu có lỗ lại. Chàng ơi. Mới con trai Út mới than khổ đi bán 5 chỉ vàng có 30 triệu luôn cho đó. Trời đó thì ghê không? Bả là đại gia nữa kìa quý vị. Còn quá lo. Chứ giờ chị... con ở nhà cây mấy không kia. Vậy là chị chuẩn bị gần đây 2 cây lại rồi. Tại vì chú này bù vô là tại vì chị chính là cái thằng đó là để chị dưỡng già, chị sống đời, chị sống hoài tới là chị bán nhiều là đúng rồi. Để bo ống nhiều đằng nữa sau này có đau đằng con mới lo. Để thôi nó không có tiền nó không có nuôi. Mình nghĩ vậy đó. Nó nuôi bây giờ có tiền nó mới nuôi, không có cái nó sanh nạnh. Đúng rồi. Đứa này sanh nạnh đứa kia. Rồi thôi giờ mình bỏ tiền để dành để sau này có nằm xuống thì con nó lo. Còn nếu mà đi bắt tử thì con nó khỏe. Còn tiền là... tiền thì nó lấy kệ nó. Bằng chồng được, vợ chồng nó là như vậy, ước nói nguyện chị là có nhiêu thôi đó. Có tiền rồi bởi vì sống đó giờ là chị dành dụm biết bao nhiêu tiền của cho con hoài luôn. Nói chung là chị tự bảo vệ cái bản thân mình trước. Đó đó, chị thủ cho chị trước đó. Sau này mới tính sao chứ. Cho nên là cái yêu cầu của chị tìm một người đàn ông là phải giỏi hơn chị mới được chứ. Đúng rồi. Nếu mà mình bước nữa là người đàn ông phải giỏi hơn mình. Bây giờ cô thì ra cái tiêu chí như vậy, chú có mình có đáp ứng được không? Được, đáp ứng được. Chú đó giỏi lắm, chú bằng không giỏi. Có ai mà bằng lợi chú. Mà bây giờ trước mắt là hai người bằng mấy lợi. Trước mắt là bây giờ là người ta nói là của chồng công vợ. Thí dụ như bên vợ người ta mang 2 cây vàng qua Hùng thì bên chồng cũng phải có 3 cây Hùng người ta mới chịu chứ. Bên rồi. Nam mà. Rồi chú có Hùng 3 cây Hùng không? Có không? Có. Ồ, không vậy. Chơi dây rồi nghe dây rồi nữa về trả gì. Mình không mượn nha. Sao chú làm được không? Được. Ba cây luôn hả? Cũng còn 5 con đất cho ta mướn rồi. 5 con đất là vô rồi. Ờ. Giờ mất tiền lắm. Ờ con cộng đồ. Đó hai thằng thái bằng ruộng lắm đó nha. 167 đi bằng mướn cho ta nó nhổ cỏ rồi này kia, cái lúa rồi này kia. Dạ. Ồ 5 con đất, 5 con đất là nhiều hơn nhà gái nhiều rồi. Nhiều, nhiều lắm, mình không biết ở đâu, mình không biết nha, chứ ở đây là mắc tiền. Tới mấy trăm triệu lần mà năm công nhiều lắm. 100 mấy triệu. Ở Tân Phú nè, đất ngoại, đất ở đây mắc lắm luôn đó. Ngang kênh Bửu Liêm đó là... Đất ở đây là mua không nổi. Đất thôi như vậy đi. Đó là mấy trăm thân. Chị ơi, thôi bây giờ như vậy đi thì trong ngày hôm nay á, thôi 5 công đất này nè. Thôi chị về đi rồi chị mần cỏ đi. Nha, chị về chị mần cỏ rồi chú thì xạ lúa rồi. Hai vợ chồng có cuộc sống hạnh phúc luôn đi. Để thôi để chị về chị suy nghĩ lại nha. Chị nghĩ ha. Quyết định gì không? Một quá chị đâu có hiểu được. Không, chị cứ suy nghĩ đi rồi vài bữa nữa cho chú với mấy anh em nè. Ngày nào chị cũng ra đây chứ mẹ. Với quý vị khán giả con trả lời nha. Trời bữa này phim gì vậy? Dạ đúng rồi. Chị cũng lên mạng chị coi 3 cái phim này hoài nè. Dạ đúng rồi. Kiếm chồng kiếm vợ với ông năm. Nhưng mà như vậy ha. Bây giờ quyết định chú chị cho chú lại câu nói đặng cho thì chú yên tâm đi. Yên tâm đi để em diện suy nghĩ lại. Nếu mà em chịu thì em điện cho anh. Rồi. Còn chú nói gì? Nếu về tiến suy nghĩ lại đi thì được rồi cho anh hay. Rồi bữa nay tiến tới với mình á. Rồi bữa nay nè, trong lần gặp đầu tiên này nè, chú có gì tặng để cho chị lưu luyến không? Có gì tặng để cho chị lưu luyến không? Tặng chị cái gì đi? Giờ tặng cái. Trời ơi thôi không được đâu. Mới đầu tiên là nắm tay được rồi. Nắm tay thôi. Đâu tặng đâu, xin nắm tay thôi. Là quá. Tay với anh cái nè. Đó.